Quyền tạm quyền. Sau khi xuất sắc giúp cho đội tuyển quốc gia Thái Lan giành ngôi vô địch tại AFF Cup mới đây diễn ra tại Singapore, huấn luyện viên Mano Polking đã được Liên đoàn bóng đá Thái Lan lựa chọn là huấn luyện viên tạm quyền của U23 Thái Lan ở SEA Games lần này tại Việt Nam, và chỉ tiêu dành cho huấn luyện viên này được đánh giá rất cao. Mặc dù vậy thì cầu thủ Thái Lan đã khởi đầu với một trận đấu rất đáng quên, một trận thua ngược đầy đáng tiếc khi đã có được bàn thắng rất tốt trước cầu thủ U23 Malaysia. Người luôn theo sát ông Mano Polking là trưởng đoàn bóng đá U23 Thái Lan, nữ tỷ phú Marapang. Tổ trọng tài đã yêu cầu huấn luyện viên Mano Polking mặc áo bip theo quy định. Phát chính trận đấu ngày hôm nay là trọng tài người Maldives ông Adam Fazil. Chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games. Đường chuyền ra phía sau lưng là phòng ngự Singapore, cơ hội không thể có một cú dứt điểm. Người đã thực hiện pha phá bóng là Rian. Tình huống phối hợp khá hay của cầu thủ áo xanh. Một quả phạt góc cho U23 Thái Lan. Vẫn là pha đánh đầu phá bóng của hậu vệ Rian Sarijan. Buracit, một trong những niềm hy vọng lớn nhất của U23 Thái Lan ở giải đấu năm nay. Rồi phản công cho Singapore. Chuyền đã không tới được chân của Rehan Stewart. Anusak. Canit. Như đã đề cập thì ngày hôm nay Erfan Dolo là người thay thế vị trí của Zaturapat. Anusak. Sử dụng tối đa Efin. Quidathep. Ekarit. Trời phòng ngự như cầu thủ Singapore đang triển khai cũng rất khó để U23 Thái Lan có thể đẩy cao tốc độ và áp sát và tung ra một cú xoạc bóng. Đó vẫn là số 5 Rian Sarijan, cầu thủ năm nay mới 19 tuổi bên phía U23 Singapore. Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu vất vả với hàng phòng ngự của U23 Singapore.
ngày hôm nay cầu thủ U23 Thái Lan đã có đầy đủ 11 cầu thủ trên sân và cũng đã có được những quá trình tập luyện và lắp ghép đội hình tốt hơn so với trận đầu ra quân gặp Malaysia. Người thực hiện quả đá phạt cho U23 Thái Lan là tiền vệ trung tâm Vorachit. Vorachit tình huống phán đoán và bắt bóng không tốt của thủ thành Zaifuniam. Rất may cho tình huống bắt bóng hụt này của thủ môn bên phía U23 Singapore là bóng đá không rơi vào phía trong khung thành của anh. Còn phần góc của Wirathep nguy hiểm, bóng lại chạm tay của thủ thành Zaifuniam. Zaifuniam là người lớn tuổi nhất của U23 Singapore, năm nay 35 tuổi. Vorachit. Bóng vừa chạm đầu của Ekanit, một cầu thủ có thể hình và lối chơi khá tương đồng với Supachok, thành viên của đội tuyển quốc gia Thái Lan, được chuyền của Ben Davis. Tập trung rất đông cầu thủ ở khu vực sân nhà và đặc biệt là trong khu cấm địa.